thầy nói đúng hết là mấy con nên đặt trọn một cái lòng tin nơi cái pháp của Phật, tâm bất động thân tạng, dù chết bỏ, nghĩa là đau bệnh gì ở trên thân của mấy con, bây giờ tất cả những cái bệnh mà bác sĩ mà người ta đã chạy rồi, cái bệnh nan y rồi, không có thuốc thang nữa, chết bỏ nhất định là cứ ôn pháp mà thôi. À, cho nên không có cần uống thuốc uống thang gì, ở đây là dụng pháp mà tu, dụng pháp mà cứu mình. Cho nên nhất định là đến đây mà người nào còn dùng thuốc là thôi đi về đi cho rồi đi. Ở đây là không có thuốc thang gì nữa, không có đi bác sĩ nữa, chết bỏ. Còn người nào mà có uống thuốc là thôi đi về gia đình thì đã có thuốc muốn uống nữa. Ở đây người ta có pháp thần dược mà không trị, mà đi cứ cái dược của thế gian mà uống lá cây lá cỏ, ba cái thuốc thế gian ngộ là cái thuốc hay sao? Tâm bất động thanh tản là vô sự, đó là thần dược, đó là cái thuốc của chư Phật giải thoát mà. Trời đất ơi, nổi bấy nhiêu đó đã đủ rồi, còn gì mà phải cần phải uống thuốc khác. Mỗi lần tác ý là uống một liều đó mấy con, mà nếu mà tác ý nhiều là uống nhiều liều, bệnh nào nó phải không, có gì đâu mà lại sợ. Chết bỏ mà ai lại không chết, nhìn ra cái đồng mã thì cả bao nhiêu người chết rồi, bây giờ mà sợ nữa sao? Kể mà chết chết tao chỉ biết uống thuốc của Phật, chứ tao không uống thuốc thế gian nữa đâu. Thấy không? Cứ tâm bất động thanh tạng là vô sự, ông nội nó vô không được thì nó phải rút đi. Chắc chắn là nó phải đi thôi mấy con. Thầy nó bệnh nào ở trên thân này mà tâm bất động không có đếm xỉa tới nó nữa thì nó phải đi à. Nó mắc cỡ nó phải đi chứ sao? Đau cái đầu mà nó không thèm nói tới gì hết trời đất ơi, vậy thì mình chỉ còn có quái quái đi thôi. Chớ mấy con nhức cái đầu này chạy bác sĩ coi, bác sĩ nói ốc này bị hư hết rồi, thì lúc đó điểm mới loạn thần kinh nữa. Nghe lời thầy đi, thầy đã trao mấy con một cái thần dược thì mấy con phải tự thắp đuốc lên mà đi, tự đốt lên mà đi. Còn mấy con cứ sợ cứ chạy bác sĩ bù giỏi, bao nhiêu bác sĩ cũng chết ngắt hết chứ ở đâu uống thuốc mà hết. Chừng nào mấy ông bác sĩ cũng nói là bây giờ đó tình trí hơi thở ngưng lại đi, thì cái hơi thở ngưng lại thì mấy con tiếp theo bác sĩ đủ uống thuốc. Còn bác sĩ nào mà bảo nó ngưng mà nó không ngưng rồi thôi, thì thôi đừng có theo nó uống thuốc. Đó, nghe lời thầy đi, cứ dê nó được tâm bất động thanh tạng là vô sự. Ai nói gì, nó đào nhất thiết kệ nó, cứ dừng đi pháp thân hình niệm, cứ ôm đi đi mỏi kệ nó làm gì. Đó mày gãi hết tao cũng không mà, mua xe lăn tao để rồi tao đi. Có gì đâu, bây giờ sẽ lạc tiếng gì cho mày gãi chân đi, tao ngồi đó tao cũng lăn tao tu. Tu gì yên tâm mà sợ cái gì, thầy nó thật sự sợ. Đó, thế thầy đã chỉ cho mấy con pháp rồi, tâm bất động thanh tạng làm vô sự, nhớ cứ ôm chặt cái pháp đi, không có tu pháp nào nữa hết. Hồi nào tới giờ viết sách cho luôn ghê chứ, rồi cô động lại chỉ có một pháp duy nhất mà thôi, nhiều nhiều làm rối loạn thiên hạ hết, cho nên bây giờ dẹp hết đi, bỏ xuống hết, một pháp duy nhất để đi vào đạo. Đạo thì chỉ một đường thôi, bây giờ pháp này pháp kia làm rối loạn thiên hạ hết. Chứ sự thật ra nếu mà thầy không viết ra những sách này thì người ta sẽ nói thầy không biết Phật pháp, còn pháp này pháp kia. Cho nên thậm chí như cái pháp nào mà đụng vô Phật là thầy dẹp ngay liền. À, như pháp tịnh độ buộc lòng thầy phải nói thôi, làm gì mà có cái thế giới siêu hình, có cái cực lạc nữa, có phải không? Cho nên buộc lòng thầy phải chặt nó chứ sao, chứ không khéo nó còn nói không, Phật pháp nó còn có cái thế giới siêu hình nữa cả. À, cho nên vì vậy đụng đâu thì chặt nó hết, để chúng ta xây dựng đúng cái chánh pháp của Phật, cái phương pháp của Phật. Mà bây giờ cuối cùng thầy viết ra để mà phá hết những cái chấp của người ta theo Phật giáo từ đó bây giờ, chứ không phải viết ra để mấy con tu. 19 cái đề mục hơi thở cũng viết ra để mấy con thấy rằng không phải là thầy người không biết về phương pháp hơi thở, nhưng mà tại sao thầy không đem cái pháp hơi thở mà thầy dạy mấy con, mà thầy dạy mấy con tâm bất động. Cuối cùng thầy nói thật sự Đức Phật nói pháp ta không có thời gian đến mà sẽ thấy. Không lẽ bây giờ mình tu hơi thở là giải thoát liền được sao? Nhưng mà tâm bất động là giải thoát liền đó mấy con. Các con nghe được cái lời của Đức Phật nói pháp ta không có thời gian đến mà sẽ thấy. Cái người chưa tu bao giờ đến cũng vẫn thấy được sự giải thoát nó liền mà.
Vậy mà không tu cái pháp này, đi tu lòng vòng. Trời đất ơi, người ta viết là viết để cho tất cả các hệ phái Phật giáo thấy rằng ông thầy này vẫn thông suốt hết giáo lý của Đạo Phật, chứ không phải ông không biết. Nhưng mà cuối cùng người ta cố động lại cho các Phật tử một cái phương pháp làm chủ sự sinh tử luân hồi. Cứ ôm tâm bất động, chết mặt của nó, kệ nó, thì như vậy không phải làm chủ mà. Còn mấy con cứ lo lắng, vậy làm chủ cái gì? Trời đất ơi, chết mặt nó chứ bộ, mình chết sao sợ. Có cái nào mình đâu, thân này của mình à, ai nói nó của con bao giờ, không phải là của ai đó nè, nó của nhân duyên họ lại, không có của người nào hết. Cái không cái mình dành nó của tôi, không biết giới, tôi sẽ giữ không được, nó chết nhăn răng méo miệng mà. Hiểu chưa, mấy con hiểu chưa, cho nên vì vậy đó, theo thầy thiết nghĩ, lo về tập tu một pháp duy nhất thôi, đừng có tu lòng vòng. Giải thoát là giải thoát, không giải thoát là không giải thoát. Tu lòng vòng mất thì giờ vô ích, một ngày một giờ giải thoát là hướng vô cùng.